Xin chào toàn thể anh em đam mê về bóng đá, chúng ta lại gặp nhau trên Thanh Hùng Futsal. Ở video lần trước chúng ta đã có những thông tin cảm nhận về đôi XGOAT.1TF, đôi giày mới ở cấp độ cao nhất của dòng giày Speed của Adidas trong thời gian qua. Vậy đối trọng của nó, Nike Mercurial sẽ ra sao? Hôm nay hãy cùng Thanh Hùng Futsal đi tìm hiểu và đón xem những cảm nhận khi trên chân đôi giày thuộc phân khúc cao cấp nhất trên mặt sân cỏ nhân tạo thuộc dòng giày tốc độ của nhà Nike. Mercurial Superfly Elite 7TF. Hãy cùng nói sơ một chút về những đặc điểm của Mercurial đến từ nhà sản xuất nước Mỹ, Nike. Các bạn hẳn đã biết Elite là phân khúc cao cấp nhất của Nike trong dòng giày bóng đá. Nếu bạn chưa hiểu rõ về cách độ phân chia cấp độ giày bóng đá này, thì chúng mình có làm một video riêng về đề tài này trên kênh YouTube của Thanh Hùng Futsal. Hãy vào đó và xem lại để nắm rõ hơn nhé. Vậy nên, Mercurial Superfly Elite chính là dòng giày cao cấp nhất, nơi mà hội tụ những công nghệ đỉnh cao của Nike dành cho một đôi giày đá bóng. Đây cũng là dòng giày hiếm hoi mà nhà sản xuất nước Mỹ quyết định đưa những công nghệ cao cấp ở phiên bản giày FG xương cỏ thật sang phiên bản TF xương cỏ nhân tạo. Đối với dòng Mercurial nói chung, ở thời điểm hiện tại Nike chia nó ra thành hai nhánh nhỏ: Mercurial Superfly và Mercurial Vapor. Superfly là phiên bản có phần cổ cao, còn Vapor là phiên bản có cổ thấp, và ở cả hai phiên bản này đều được chia thành các cấp độ Elite, Pro, Academy. Tuy nhiên, ở thị trường xương cỏ nhân tạo thì có một sự khác biệt đôi chút. Với cấp độ cao cấp nhất là Elite, Nike quyết định chỉ đem dòng Superfly sang loại mặt sân này. Còn ở cấp độ Pro, dòng tầm trung thấp hơn, nhà sản xuất nước Mỹ lại chỉ cho chúng ta sự lựa chọn là Vapor. Nói dài dòng như vậy là để chốt là như thế này: nếu bạn muốn mua một đôi Mercurial xương cỏ nhân tạo thuộc phân khúc cao cấp nhất, tương đồng nhất với phiên bản FG, thì bạn chỉ có một sự lựa chọn là Mercurial Superfly Elite mà thôi. Và tất nhiên, đã là phiên bản cao cấp như vậy thì Nike cũng chẳng tiếc gì mà đưa vào nó tất cả những công nghệ mới nhất và xịn sò nhất. Trên đôi Mercurial Superfly Elite 7, phối màu mới nhất mang tên Daybreak với màu vàng, đen và trắng, chúng ta có công nghệ sợi dây Flyknit, công nghệ chống chịu thời tiết ICC và công nghệ giày cổ cao Dynamic Fit. Đó đều là những công nghệ hàng đầu đang áp dụng trên những mẫu giày cao cấp nhất của Nike. Về Upper, cũng giống như những phiên bản trước, phiên bản là thứ 7 của dòng Mercurial Superfly này được trang bị phần Upper sợi dây Flyknit. Đây là loại sợi dây tối tân nhất của Nike ở thời điểm hiện tại, và nó mang đến cho chúng ta phần Upper dây cực kỳ mềm và co giãn. Khi sờ chúng trên tay, bạn sẽ thấy bề mặt đôi giày rất êm và mỏng. Điều này giúp bạn có được sự thoải mái ngay trong lần xỏ chân đầu tiên. Với những sợi Flyknit co giãn tốt sẽ tự động điều chỉnh theo hình dáng bàn chân của bạn. Vì vậy, đối với dòng Mercurial Superfly TF, bạn sẽ không mất thời gian cho việc breaking, đồng nghĩa với việc bạn không cần nhiều thời gian để làm quen với nó. Trên bề mặt của lớp Flyknit này, Nike còn xịt thêm một lớp vật liệu nữa, đó là Nike Skin. Đây là lớp phủ rất mỏng được đặt lên vị trí mu bàn chân của bạn nhằm giúp tăng độ bền cho đôi giày, và đồng thời khi trên chân thì đôi giày cho một độ bong bóng tốt nhờ có lớp phủ này. Ở phần cổ giày, như Nike giới thiệu thì phần cổ cao lên này là công nghệ Dynamic Fit, giúp cho phần cổ cao của đôi giày ôm gọn cổ chân của bạn. Với mình thì đây cũng chỉ là một cách gọi tên mà thôi. Và về cơ bản thì phần cổ giày này cũng được làm từ Flyknit. Và vì là Flyknit thì nó sẽ ôm lấy cổ chân của bạn mà vẫn không làm cho bị bỏ cứng hay khó chịu. Nói chung thì cũng giống như phần Upper, vị trí cổ giày cũng đem đến cho bạn cảm giác mềm mại và thoải mái. Lót giày hầu như cũng giống với những phiên bản khác, nó được làm từ một lớp mút xốp mỏng và phần bề mặt được làm nhám để bám vỡ. Nhìn chung thì hầu hết lót giày của những đôi giày chính hãng đều được cấu tạo y hệt như nhau. Và nếu muốn nâng cấp chất lượng thì bạn có thể tìm mua những loại lót giày thể thao cao cấp hơn để thay vào. Bộ đế TF. Bộ đế TF của Nike Mercurial Superfly Elite 7 lần này được làm thiết kế lại với các đinh cao su hình chữ nhật xếp chồng và chéo nhau. Đối với mình thì dù ở hình dáng nào thì đế TF cũng đều có độ bám sân khá tương đồng nhau và đều có hiệu quả khi sử dụng trên đúng mặt sân của nó. Nhiều người cũng cho rằng những đinh TF hình chữ nhật này giúp cho đôi giày có thể trụ vững hơn trên sân. Các bạn có thể tự mình kiểm chứng cho thông tin này nha. Bên dưới lớp đinh của phần đế giày chắc chắn là một phần mút đệm. Ở phần này thì Nike không công bố tên gọi của loại mút đệm là gì, vậy nên chúng ta hãy cứ biết nó là một loại vật liệu đệm của Nike. Nhìn chung thì phần đệm này nó mang lại cảm giác tốt, đủ dày để giúp bàn chân của bạn cảm thấy được êm ái trên những bước chạy hay dậm nhảy, và cũng đủ mỏng để phần đế không bị quá cao, bạn sẽ vẫn cảm thấy bàn chân của mình ở gần với mặt đất, một đặc điểm truyền thống khi mang Mercurial. Về phối màu thì bộ sưu tập mới nhất mang tên Daybreak này, Nike mang đến một tông màu sáng chính là vàng và trắng cùng với phần logo Nike màu đen khá tương phản với nhau, tạo nên hiệu ứng màu đặc sắc. Có một điều mới nữa là ở dòng Superfly Elite thế hệ thứ 7 này chính là dấu Swoosh, logo của Nike truyền thống, đã được cách điều thành dấu Flash sấm sét. Có lẽ Nike muốn nhấn mạnh thêm tính tốc độ của đôi giày của mình. Thông điệp ở đây chắc chắn là nhanh như chớp, nhanh như Mercurial rồi. Đồ thôi, chứ con này mình tự nghĩ ra,
nhưng mà mấy người ở Nike Việt Nam mà muốn lấy thì cho mình xin tìm bản quyền. Ngoài ra thì chỉ đến bản phối màu The Break này thì Nike mới công bố ICC và in dòng chữ ICC lên phần thân giày. Từ xưa đến nay thì ICC, On Condition Control, là công nghệ chống chịu thời tiết cao cấp của Nike, được nhà sản xuất nước Mỹ cho là kiểm soát bóng tốt hơn trong điều kiện thời tiết xấu như là mưa, tuyết hay sân ướt. Với mình thì công nghệ này giống như một cách thức quảng cáo hơn, vì nhìn bằng mắt hay sờ bằng tay đều không cảm nhận được sự khác biệt của đôi giày có ICC và không có ICC. Mà sờ bằng tay còn không thấy gì thì huống chi là tác động đến quả bóng. Nhưng thôi, nhà sản xuất công bố là có công nghệ thì chúng ta cũng nên tin là như vậy. Điều đầu tiên mà mình cảm thấy khi mang trên chân đôi Mercurial Superfly Elite 7 TF là nó giúp mình tăng độ đẹp trai. Cũng đúng, đôi giày đá bóng trên dưới 4 triệu thì mang lên cũng tự đẹp trai. Đùa tí nhưng mà sự thật thì đôi Superfly Elite 7 với rất nhiều công nghệ được áp dụng trên đôi giày khi mình cảm thấy hưng phấn và tự tin hơn khi bước ra sân. Thật tuyệt khi bước lên sân bóng mà biết rằng mình đang được trang bị một họng pháo hạng nặng từ nhà sản xuất giày nổi tiếng nhất thế giới. Phần upper với sợi Flyknit cực mềm nên khi chạy, chuyền hay sút, mình không hề có cảm giác giả trân. Tất cả đều rất mượt mà ngay từ lần chạm đầu tiên. Về form giày thì nó khá ôm chân, chứ mình khóa chặt bàn chân và tạo cảm giác chuyền hoặc sút nó chắc chắn hơn, cảm giác hơn. Như trong trận đấu hôm nay thì mình cực kỳ tự tin khi thực hiện những đường chuyền chia bài cho đồng đội. Với mình thì đây là một yêu cầu cần thiết với một đôi giày đá bóng. Vật liệu Flyknit của đôi Superfly Elite giúp cho mình có được độ ôm chân khá tốt nhưng vẫn không gây khó chịu. Vì là vật liệu co giãn tốt, nó sẽ phù hợp với nhiều hình dáng bàn chân khác nhau. Đế giày như mình đã nói, vừa đủ dày vừa đủ mỏng. Phần đế mũi giày có độ dày vừa phải, giúp xuất xa bằng cách úp bu hay chích mũi đều tốt cả. Về size, chân mình có chiều dài 25cm, size 7 US. Mình mang đôi Superfly Elite này cũng là size 7 US. Khi mình mang thì có cảm giác hơi cứng một chút ở phần gót giày chân phải, chỉ một chút thôi và nó thực sự không khiến mình cảm thấy khó chịu. Có lẽ do chân phải mình to hơn chân trái một chút. Đây cũng là điều thường thấy vì chân thuận thường sẽ to hơn một chút so với chân không thuận. Vậy nên kinh nghiệm khi mua là các bạn hãy chọn vào thứ giày bằng chân thuận của mình và hãy mang đôi giày thừa khoảng 0.5cm ở phần mũi chân để có được cảm giác bóng tốt nhất. Để chấm điểm cho Mercurial Superfly Elite 7 TF mà mình vừa mang thì mình chấm 9/10. Đây là đôi giày đỉnh cao nhìn trên mặt sân cỏ nhân tạo. Nó quá đầy đủ với những công nghệ tiên tiến như một đôi giày của sân cỏ thật. Và những công nghệ này đã được kết hợp với nhau một cách hiệu quả để mang lại cảm giác tốt nhất cho người mang. Cho 9 điểm vì mình bị cấn nhẹ phần gót, chứ nếu không thì mình sẵn sàng cho 10/10. Và đó là tất cả những gì mình nhận xét về Nike Mercurial Superfly Elite 7. Hy vọng video này đã mang lại cho các bạn những thông tin hữu ích. Nếu thấy hay thì đừng ngại bấm like và theo dõi Thanh Hùng Phố Show để tạo động lực cho chúng mình ra thêm nhiều video hấp dẫn hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. À, cũng đừng quên ghé Thanh Hùng Phố Show để trải nghiệm em nó, và nếu được, giật luôn.